Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Việt Hip Hop. Nền nhạc này có lẽ đã không còn lạ lẫm gì với các bạn ở đây rồi hả? Những âm thanh nhiễu nhiễu, những tiếng động lạo xạo, cảm giác hoài cổ cực kỳ phù hợp để nghe khi học bài, làm background music trong các quán cà phê cực chill đều là các yếu tố cấu thành nên lo-fi. Mà cụ thể hơn là subgenre chủ đề của ngày hôm nay, lo-fi hip hop. Hãy cùng chúng mình tìm hiểu nó ngay sau đây nha. Lo-fi hip hop, như tên gọi của nó, là một tiểu thể loại của nhạc hip hop được tạo ra bởi sự giao thoa của genre này với một phong cách sản xuất thu âm mang tên lo-fi. Phong cách sản xuất âm nhạc đề cao việc có gì dùng nấy, có nhiều chơi nhiều đã xuất hiện từ khoảng những năm 1960. Lo-fi là viết tắt của từ low fidelity. Dịch thô thì nó mang nghĩa là độ chính xác thấp, ám chỉ việc tự mày mò sản xuất nhạc, thử nghiệm theo nhiều cách không thực sự chính quy, thiếu chuyên nghiệp, hay mà nói dân dã thì cũng có thể hiểu là có chút tạm bợ và kém chất lượng. Dẫn tới việc âm thanh đầu ra được làm theo phong cách này thường không sạch sẽ, thiếu đi độ trong trẻo và thậm chí là còn hơi bị méo mó, khó nhận biết được rõ các âm thanh xuất hiện ở trong bản phối. Nghe chúng sẽ rất là lùng bùng, lẹt xẹt giống như cái cách mà chúng ta phát một bài nhạc qua chiếc radio cũ kỹ đã nằm nguyên ở trên căn gác của nhà ông ngoại từ cả chục năm nay vậy. Tinh thần DIY, do it yourself nhằm giảm thiểu chi phí thu âm, phối nhạc đắt đỏ cũng như để thể nghiệm, kích thích tinh thần sáng tạo này lại có rất nhiều phần ăn khớp với văn hóa sampling của thể loại hip hop, thứ xuất hiện đặc sệt trong nhạc boom bap những năm 80-90. Và có lẽ đó cũng chính là lý do mà bố cục, cách sắp xếp và chọn nhạc cụ của lo-fi hip hop làm ta liên tưởng khá là nhiều tới boom bap, nhưng được gia tăng độ nhiễu tiếng cũng như chế cháo thêm ở phần chọn sao tiếng, chọn trống và các instrumentation, cũng như xử lý âm thanh khi các sample của lo-fi hip hop rất đa dạng, mang âm hưởng từ cả blues, jazz, funk, soul hay nhạc ambient, v.v. Tempo của lo-fi hip hop thông thường cũng chậm hơn đáng kể so với boom bap. Khi khác với người Anh đạt vận tốc trung bình 90 đến 110 BPM, tiểu thể loại này chỉ chạy khiêm tốn ở 60 đến 90 BPM mà thôi. Càng củng cố cho cái vibe rất chill và hơi chi một chút đã trở thành thương hiệu. Muốn biết về lịch sử hình thành của lo-fi hip hop, chúng ta sẽ phải đi ngược thời gian và du lịch tới 3 địa điểm khác nhau. Đầu tiên, Detroit, Michigan, Hoa Kỳ, thập niên 90. Lúc này, cố nghệ sĩ Jay Dilla đã và đang trở thành một biểu tượng mới của giới hip hop producer khi liên tục tham gia khúc beat cho những cái tên nổi bật như là nhóm The Far Side, De La Soul, Busta Rhymes hay cả rap team A Tribe Called Quest. Sở dĩ ông được giới mộ điệu đề cao tới vậy là vì khả năng chọn và xử lý sample phi thường khi các cú chop, từng lần flip và mỗi hiệu ứng ông thêm vào đều dễ dàng đánh thức được cảm xúc của người nghe. Cùng với đó, cách setup trống của Dilla cũng là vô cùng khác biệt. Các nhịp kick, snare của ông không hoàn toàn nằm chính xác vào các ô nhịp cơ bản, tạo nên độ lơi và cảm giác chân thật cao hơn hẳn các bản phối của những producer cùng thời. Những kỹ thuật sampling, đặt drum tạo nên những con beat có phần thô sơ, thiếu gọt rũa nhưng lại hết sức tự nhiên và truyền cảm này chính là nền móng không thể chối cãi cho lo-fi hip hop về sau. Điểm đến tiếp theo, Oxnard, California, USA, ngày 23 tháng 3 năm 2004. Sau 2 năm miệt mài sản xuất và ghi âm, bộ đôi producer Madlib cùng cố rapper MF Doom đã cùng nhau tạo nên một album mà nhiều người coi là kinh điển, Mad Villainy. Ngoài ngợi khen trình độ nhà văn thượng thừa cùng cách đặt chủ đề kể câu chuyện cực ảo của Doom ra, chắc chắn một yếu tố lớn khác đã làm nên thành công vang dội của Mad Villainy đến từ đôi tai và đôi tay đầy tài hoa của Madlib, người có phong cách khá là tương đồng với Jay Dilla nhưng mang tính thử nghiệm cao hơn. Ông sẵn sàng làm bẩn đến những âm thanh trong beat của mình, khiến chúng đục hơn vài phần nếu phải so với độ thô mà Dilla đã mang tới. Đồng thời cũng không ngại tự tay tìm thêm sample từ nhiều các dòng nhạc, các nhạc cụ lạ lẫm khác và mang về chế biến, bổ sung sự đa dạng và chiều sâu cho những phần instrumental của Mad Villainy. Đặc biệt, Madlib làm tất cả mọi công đoạn kỳ công ấy với một bộ đồ nghề sản xuất cực kỳ là giới hạn luôn. Chỉ có chiếc máy sampler Boss Doctor Sample SP-303 được mắc nối vào với các thiết bị khác như là đôi tai nghe kiểm âm này, hai cái loa nhỏ nhỏ này, cùng với cả một cái mâm đĩa than. Như một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những người dám tư duy đột phá, tới giờ Mad Villainy vẫn được đông đảo rap fan lẫn các nhà phê bình âm nhạc tôn vinh như một trong các album hay nhất mọi thời đại. Và cũng không ít người đã coi album này như điểm chuyển giao, chính thức đánh dấu sự xuất hiện cho dòng lo-fi hip-hop. Nơi dừng chân cuối cùng, Tokyo, Nhật Bản, những năm đầu thập niên 2000. Seba Jun, chủ một tiệm đĩa nhạc trên đường Shibuya, đã viết ngược tên của mình lại thành Nujabes, dùng nó làm nghệ danh sản xuất âm nhạc và bắt đầu phát hành những album hip-hop mang đậm màu sample jazz, soul giữa một không gian miên man của hoài niệm, được tô điểm bởi những câu giai điệu đi vào lòng người ngay từ lần nghe đầu tiên. Và dự án đã trở thành kim chỉ nam cho dòng lo-fi hip-hop từ đó trở về sau, cũng như đã đưa cái tên Nujabes trở thành bất tử, trở thành cha đẻ của lo-fi hip-hop đương đại.
không gì khác chính là tuyển tập soundtrack của bộ anime nổi tiếng Samurai Champloo. Tại đây, Nujabes đã cân bằng hoàn hảo các yếu tố chất lượng âm thanh thấp với nhau bằng sự sắp xếp phối trộn thiên tài nhiều sample lại. Tất cả đồng điệu với nhau tới mức có những lúc chúng ta sẽ không thể tưởng tượng ra được phần nào là sample vì chúng nghe quá là hòa quyện với nhau, như thể đó là bản gốc của từng âm thanh vậy. Ở trong bộ soundtrack này, mình muốn giới thiệu tới với các bạn nhất chính là bài Aurarian Dance. Bài nhạc theo mình là đỉnh cao nhất của cả sự nghiệp phối nhạc của Nujabes. Cần phải nói thêm rằng, một mình bộ soundtrack này thì chưa chắc đã làm nên được mùa xuân rực rỡ cho lo-fi hip-hop như ngày hôm nay. Để nâng tầm khái niệm này lên thành một cái vibe, một xu hướng và một phong cách nghệ thuật được hưởng ứng rộng rãi thì cần phải nói đến chính bộ anime Samurai Champloo nữa. Bộ phim này lấy bối cảnh tại một vùng đất giả tưởng được kết tinh bởi các nguồn cảm hứng từ Nhật Bản thời kỳ Edo, cùng với các đặc trưng văn hóa được nhìn dưới lăng kính của chủ nghĩa lỗi thời, tạo cảm giác rằng sự hiện diện của một thứ đáng lý ra không thuộc về thời kỳ này lại khiến chúng ta thấy rất phù hợp. Và bên cạnh đó là còn có sự hòa trộn của văn hóa hip hop nữa. Nói không ngoa thì chính phong cách nghệ thuật, hình ảnh và âm nhạc của tổng thể dự án Samurai Champloo đã truyền cảm hứng cho các bài nhạc lo-fi hip-hop sau này luôn luôn phải đi kèm với phần visual của các bộ anime hoài cổ khác, mà điển hình là các đoạn cắt ra từ những phim của Studio Ghibli có thể được tìm thấy ở trên rất là nhiều các video beat lo-fi hip-hop từ những năm 2010 cho tới tận ngày hôm nay. Những năm 2010 cũng chính là thời điểm mà subgenre này nở rộ thành một trào lưu toàn cầu. Ở thập niên này, đồ nghề thu âm và sản xuất nhạc đã có giá mềm hơn rất là nhiều sau những cải thiện về công nghệ trên toàn thế giới. Các bedroom producer hay các chủ home studio, các beatmaker tự xưng từ đó cũng xuất hiện nhiều hơn. Không ít những người trong số đó đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ từ nhiều năm tháng tiếp xúc với nhạc của Jay Dilla, Madlib và Nujabes. Và sau đó họ đã tự thêm thắt các effect làm nhiễu hoặc làm giảm chất lượng âm thanh so với quy chuẩn chuyên nghiệp thông thường để tiếp nối di sản mà ba cây đa cây đề này đã để lại, mặc cho việc sản xuất nhạc sạch sẽ đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Những năm đó, trên khắp các trang mạng xã hội từ YouTube hay SoundCloud, đi đâu bạn cũng sẽ thấy các nhân vật hoạt hình Nhật Bản. Thế những tiếng nhạc cùng effect radar trầm tối đi trên nền trống thưa thớt đều đặn, còn ẩn bên dưới chúng là lớp hợp âm mang màu sắc jazz với những nghệ sĩ nổi bật như là Ginseng, Evie hay Elijah Hu. Cũng vì chất nhạc rất thư giãn và đều đặn lập đi lập lại của mình mà lo-fi hip-hop đã vô tình trở thành thứ nhạc background hoàn hảo để ta bật nho nhỏ trong một tab trên máy tính trong khi chúng ta đang làm việc khác. Có thể việc đó là viết báo cáo gửi sếp này, làm đồ án này, đánh ván game này. Cái gì cũng có thể bật lo-fi hip-hop lên để nghe được hết. Nắm bắt được nhu cầu đó thì trên thị trường, có không ít những nhà sáng tạo nội dung và đội nhóm đã đón đầu xu thế bằng cách lập nên các kênh livestream non-stop chỉ để phát nhạc lo-fi hip-hop trên YouTube. Đó chính là những Chill Hop Music, College Music hay Chill Cow. Trong đó, Chill Cow chính là nơi livestream nhiều và ổn định nhất. Họ cũng đã chính thức sử dụng hình ảnh một cô gái đang học bài được vẽ theo phong cách hoạt hình của Studio Ghibli như biểu tượng, như linh vật chính của kênh. Hình ảnh động ấy sau đấy đã nổi tiếng đến mức cộng đồng nghe nhạc trên toàn thế giới đã phải trìu mến gọi cô gái anime này là Lo-Fi Girl, người đã đồng hành cùng không biết bao nhiêu là anh em văn phòng và học sinh sinh viên đi qua những mùa deadline căng thẳng nhất. Kênh Chill Cow sau đó cũng đã đổi luôn tên thành Lo-Fi Girl, thì bạn hiểu là cô ta có quyền lực cỡ nào rồi đấy. Mà cũng phải thôi, không một ai có quyền thiếu respect một cô gái ngồi nghe nhạc học bài trong xuyên suốt 20.843 giờ 43 phút 51 giây và mang về cho kênh tới hơn 600 triệu lượt xem cả. Crazy! Nói vậy cũng không có nghĩa là âm hưởng lo-fi hip-hop chỉ có thể sử dụng cho những track nhạc hiền lành, nhẹ nhàng vui vẻ đâu nhá. Sau nhiều năm xuất hiện trong giới âm nhạc, subgenre này cũng đã được mang đi lai tạo với các dòng nhạc thịnh hành khác như là emo rap, pop, ballad, alternative R&B, v.v. Ví dụ tiêu biểu nhất cho bước phát triển mới này của lo-fi hip-hop có thể được nghe ra rõ rệt nhất ở hai album Seventeen và Question Mark của cố rapper XXXTentacion. Khi các bản phối của những Jocelyn Flores, Everybody Dies in Their Nightmares, Carry On hay Remedy for a Broken Heart đều nổi bật lên với phần vocal sample của Shiloh Dynasty, một ca sĩ ẩn giật chỉ quay những video demo mình hát lên mạng chứ không hề có bản thu âm hoàn chỉnh. Tuy phần production vẫn mang đậm phong cách lo-fi, tối giản, chậm rãi và có nhiều âm thanh đục, nhưng khâu mixing, mastering và chọn âm thanh ở những track trên đều tạo nên cảm giác chuyên nghiệp và gọn gàng, sạch sẽ hơn lo-fi hip-hop chính tông tương đối nhiều. Phần trình bày của Triple X cũng đã đem tới một làn gió mới, khi cố rapper không chỉ rap mà còn hát khá là nhiều và dàn dựng cấu trúc các bài nhạc rất phá cách, kết hợp nhuần nhuyễn phần trình bày của bản thân với vocal sample xương sống của các beat. Như một thông lệ thôi, ở nước ngoài đang có xu thế nào hot thì khoảng 2 đến 3 năm sau, xu thế đó sẽ trở thành meta ở rap và hip hop Việt Nam.
Khoảng giữa thập niên 2010, lo-fi hip-hop đã dần được bắt sóng tại mảnh đất hình chữ S, khi nhiều producer trẻ tuổi đã bắt đầu mây mò sản xuất và đăng tải những track lo-fi hip-hop hoặc là được truyền cảm hứng từ lo-fi hip-hop của riêng mình lên ứng dụng SoundCloud như TGL aka Marlboro. Chilling. Destingo. New Souls. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. KXLD. Trashpo aka Follow Beats aka Michael Hudon aka Nguyễn Khờ. Được không em? Đức Phạm. One NG. Yêu sâu. Không phải anh muốn oán trách em, mà làm gì. Và Võ Văn Đức. Xu hướng nghe nhạc lo-fi chill chill theo playlist trên các kênh YouTube thực sự nở rộ vào năm 2016-2017 khi channel chia sẻ nhạc lo-fi Vera Madsen chính thức được thành lập. Năm 2016-2019, đối với đội ngũ biên tập viên Việt Hip Hop là thời kỳ hưng thịnh nhất của lo-fi hip hop, lo-fi rap tại Việt Nam. Khi bên cạnh trap, đa số các rapper thường sẽ chọn lo-fi hip hop cho phần instrumental khi họ muốn truyền tải các chủ đề liên quan đến nội tâm hoặc tình yêu nhiều hơn. Và lá cờ đầu phổ biến cho trào lưu này chính là Tây Nguyên Sao. Khi ngay từ những bản phối đầu tiên của producer Võ Văn Đức đã mang màu sắc hết sức hoài niệm với những effect tạp âm đĩa than, vinyl crackle, EQ làm đục tiếng, reverb, delay kiểu nhạc xưa v.v. đã tạo ra gam màu cũ kỹ nhưng vẫn hiện đại và tươi mới. Những bài nhạc chuẩn màu rap lo-fi hip hop nhất mà Đức Khủng đã may đo cho các anh em Tây Nguyên môn phái có thể kể tới như Đi Qua Hoa Cúc, Một Thuở Thanh Bình. Em đúng à? Anh còn nghe vang tiếng em trong tất cả những tiếng động ngủ ngờ nhất của cái ngày sung sướng đó. Bài nhạc đã mở đường cho việc đưa các đoạn sample giọng đọc kể chuyện của các nhạc sĩ, nghệ sĩ vào trong một beat lo-fi hip hop tại Việt Nam. Túy, Classic Love hay Sóng Biển. Các thành viên khác của Tây Nguyên Sao cũng đã có một thời kỳ rất đẹp đồng hành cùng lo-fi hip-hop trong các sản phẩm khác của mình, như Tùng Tia với Thôi Trễ Rồi Chắc Anh Phải Về Đây, được sản xuất bởi Takunai. Hay với PC, anh đã tìm về hẳn nguồn cội của lo-fi hip-hop đương đại khi sử dụng luôn một bản phối của cố nhạc sĩ Nujavis để làm nên track Đông Phong và dùng beat của một producer chuyên dòng lo-fi khác là Ginseng trong bài Tương Tư featuring SDP aka Allen. Và chả thật biết được đâu em ơi, nếu một ngày kia yêu thương tới. Mộ nhạc nhiều cảm xúc của Tây Nguyên Sound đã thành công tạo nên một xu thế trong giới underground Việt Nam thời điểm đó, lan tỏa đầy đủ từ Nam tới Bắc. Tại khu vực miền Nam, các thành viên Infamous như Hà Lê, Tracy Cello, v.v. đều đã thử sức lái beat của subgenre này có các bài tiêu biểu như Mơ. Và nói về yêu thì có lẽ đôi ta đã từng hôn nhau một chốc ôm nỗi nhớ. Và Đêm Ngày. Giật mình, ôm tên nghe vào lúc nửa đêm. Dick, đại diện của Bạn Có Tài Mà thì góp vui với bài Chuyện Cũ Thì Quên Đi làm cùng với Top V's. Hay thậm chí ông Hoàng Nhạc Suy Khói The Realist cũng đã ra những bài chuẩn lo-fi hip hop mà điển hình phải nhắc đến track Có. Có người hỏi sao anh suốt ngày chỉ viết nhạc cả, tại anh bận nhớ em nên không muốn làm việc hết. Các rapper trẻ bắt đầu xuất hiện vào thời điểm đó thì thôi rồi luôn. Gần như ai trong số họ cũng sẽ tự có cho mình 1 đến 2 bài dùng beat lo-fi hip hop như Neddy và Calopi với Không Phải Anh và Nhật Ký Những Ngày Mưa. Em đã đi thêm một bước và anh không phải là điều khó hiểu. Chẳng còn một lúc gọi điện nhắc nhở về nhau hoặc nói bao điều. Anh không còn chờ ở...
Chu với 18, Perfect Blue. Em chẳng biết phải làm gì ngoài việc phủi bay tháng 10 trên tay. Những thứ sót lại mệt ngoài trên giấy tầm phút cuối cùng chẳng được phơi bày. Anh chờ một nhà rẻ cái công. Đặc biệt, quả beat siêu khủng đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Với sample phim Châu Tinh Trì được New Soul Cook trong vòng 30 phút đã thôi thúc rất nhiều các gương mặt trẻ triển vọng viết lên nó một verse mang dấu ấn cá nhân của riêng mình. Như đó chỉ là thành phố của anh đến từ Lux, hay đó chỉ là cái bóng của mẹ của Lower. Không bao giờ. Đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Em lạnh lùng đứng trước sân, xong một hồi gõ cửa. Có lẽ đã bỏ quên nụ cười như thường ngày bỏ bữa chiều đỏ lửa cũng lấy bóng hình gầy nhóm. Rap scene miền Bắc những năm đó cũng có dấu ấn đậm nét của lo-fi hip hop. Điển hình chính là màu nhạc đã được thể hiện trong hai hit track Anh Không Thể Gì Đâu Anh Làm của Phúc Du và Flower của DVD featuring Chí Dũng. Bên cạnh đó, tính từ thời kỳ này đến ngày hôm nay còn rất nhiều bài nhạc pop, pop rap có phong cách xử lý nhiễu tiếng một chút, nhưng phần production lại thiếu đi sự thư thả và hoài niệm. Điển hình như việc phối thêm vào beat các yếu tố của trống bass 808 và các yếu tố khác của nhạc trap, của R&B. Đối với việc hip hop, đây có thể được coi là những bài nhạc pop có tham khảo qua lo-fi, chứ không phải là nhạc lo-fi hay lo-fi hip-hop một cách hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, làn sóng lo-fi hip-hop ở Việt Nam nở rộ đến mức nó đã trở thành trào lưu hiếm hoi trong cộng đồng rap Việt Nam lan ra được tới cả những producer. Khi này, họ đã có thể thể hiện cá tính của mình bằng việc thêm các vocal sample, sử dụng hình ảnh minh họa thêm cho nhạc của mình, chứ không nhất thiết phải cộng tác với các rapper hay các ca sĩ nữa. Đó chính là nền tảng cho sự ra đời của beat tape collab giữa nhiều producer nhất của cộng đồng rap hip-hop Việt Nam mà Việt Hip-Hop ghi nhận được. Mixtape Nhân Ngãi của Wizzy, 1NG và DJ Ngọc Quý. Bây giờ, vào năm 2024, tuy đã trải qua giai đoạn phủ sóng rộng nhất của lo-fi hip-hop tại Việt Nam, nhưng subgenre này vẫn đang được giữ lửa và tiếp tục phát triển với các nghệ sĩ như CM1X, Carrot, Microdic và nhiều cái tên khác. Và vừa rồi là sơ lược về nguồn gốc, đặc điểm, sự phát triển của lo-fi hip-hop trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Thật tiếc rằng Nujabes và Jay Dilla, hai trong số ba huyền thoại đã kiến tạo nên lo-fi hip-hop đều đã qua đời trước khi chứng kiến được những tháng ngày rực rỡ nhất của tiểu thể loại này. Và thật bất ngờ rằng cả hai cố nghệ sĩ này lại có chung ngày tháng năm sinh, mùng 7 tháng 2 năm 1974. Như thể định mệnh đã sắp đặt họ sinh ra để cùng nhau làm nên lịch sử vậy. Lo-fi hip-hop đã vượt ra ngoài ranh giới của một nhánh nhạc thông thường. Giờ đây nó đã là một phần của văn hóa mạng, một kiểu thẩm mỹ đi kèm vô vàn các chi tiết nhỏ khác về thời trang, phông chữ, cách xử lý và sản xuất hình ảnh, vân vân. Khó có thể biết trước được rằng trong tương lai lo-fi có còn thêm bước chuyển mình lớn nào hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, những giai điệu và tiết tấu đầy hoài niệm cùng chất âm lạo xạo, lẹt xẹt đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng rất nhiều khán giả nghe nhạc. Hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo. Đây là Việt Hip Hop. Peace.